Hello, Duyên Thi xin mến chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Duyên Thi mến chúc tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay em đến cái ngôi chùa này để quay toàn cảnh hoa vạn thọ. Ở chùa đang chuẩn bị để 2 tuần nữa đón Tết đó các bạn. Thì bây giờ mình đang ở ngoài cổng chùa và mình quay chung quanh cho các bạn cùng xem. Ngôi chùa này cũng lớn lắm các bạn và rất là đẹp luôn. Để mình vào trong mình quay các cảnh ở bên trong và hoa vạn thọ ở chùa đang chuẩn bị như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mình vào bên trong. Đây là bên trong cổng chùa rất là đẹp luôn. Và phía bên phải của mình là có tượng Phật Mẹ Quan Âm. Ngôi chùa này thiết kế và trang trí những cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Và đây là Phật Mẹ Quan Âm. Chung quanh thì có mấy cái cây hoa rất là dễ thương đẹp và phía dưới của Mẹ Quan Âm là đây là có cái hồ cá có nhiều cá rất là đẹp luôn. Mình quay chung quanh cho các bạn cùng xem nha. Vào bên cổng chùa thì cảnh rất là thanh tịnh và thoải mái lắm các bạn khi mình vô trong chùa. Đây mình quay chung quanh các cảnh cho các bạn cùng xem. Chùa này toàn bộ thiết kế các cổng bằng gỗ thì nhìn rất là đẹp luôn. Đây là chùa có tên là chùa Phật Quang đó các bạn. Ngôi chùa này cũng rất là lớn luôn. Và mình cũng đi lại đằng đây mình quay cái cảnh cũng có nhiều bông vạn thọ lắm các bạn. Ở chùa cô chú đang chuẩn bị để Phật tử, các cô chú Phật tử chuẩn bị bông hoa vạn thọ để 2 tuần nữa là đón Tết năm 2022 rồi đó các bạn. Nhìn cái hồ Nam Bộ này rất là đẹp luôn, có rất nhiều cá bơi lội. Cá đủ thứ màu luôn các bạn, màu trắng, màu đen và màu đỏ, màu cam gì cũng có ở đây hết. Rất là đẹp luôn. Giờ này cũng 7 giờ rưỡi tối rồi đó các bạn. Thì ở trên chánh điện giờ này người ta đóng cửa rồi, cho nên hôm nay mình không có quay ở trong chánh điện chùa cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình chỉ quay cảnh chung quanh và hoa vạn thọ để chuẩn bị cho 2 tuần nữa Tết đến đó các bạn. Đây là hoa vạn thọ nè các bạn. Bây giờ mình thấy rất là nhiều hoa chuẩn bị nở và 2 tuần nữa là hoa nó nở đều hết thì rất là đẹp luôn. Để mình quay gần cho các bạn cùng xem nhé. Hoa còn búp búp rất là nhiều luôn. Mình nhìn thấy hoa này thì thấy không khí Tết đến rất là vui. Và nhớ ở quê nhà của mình lúc gần tới Tết thì hoa vạn thọ và hoa mai rất nhiều.
Nhưng mà ở bên Úc Châu thì không có thấy hoa mai nhiều, vì hoa mai cũng khó trồng lắm các bạn. Thì bây giờ các cô chú đã ương hoa vạn thọ thì Tết thì mình thấy không khí Tết rất là vui luôn. Cái chậu hoa rất là đẹp các bạn, rất là nhiều hoa và còn nhiều búp nhỏ nhỏ rất nhiều. Đó, mình quay chung quanh cho các bạn cùng ngắm hoa với mình cho vui nha các bạn. Và các bạn có thấy thích cái video này, xin vui lòng bấm like và đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ giùm mình nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây mình đã đến thêm một cái chùa nữa là chùa Hoa Nghiêm nè các bạn. Chùa này cũng rất là lớn ở Melbourne, Úc Châu. Nơi đây cô chú chuẩn bị rất chu đáo, hoa vạn thọ chuẩn bị cho Tết rất là nhiều luôn. Hoa đẹp lắm các bạn. Một chậu rất là nhiều hoa và còn búp nhiều lắm luôn á. Mình để mình quay cho các bạn xem nha. Hai màu hoa nhìn đẹp quá. Mình cũng rất thích hoa vạn thọ. Nhìn thấy hoa này thì là không khí Tết đến rất là vui luôn ha các bạn. Nhất là mình ở xa quê nhà nữa. Năm nay mùa Covid thì không có về quê hương ăn Tết được. Cho nên mình ở nước ngoài, mình thấy hoa này thì mình cũng vui, đỡ nhớ quê hương. Để mình quay toàn hết cảnh cho các bạn cùng xem nha. 2 tuần nữa các hoa này nở đều thì rất là đẹp luôn. Các cô chú ở chùa ươm hoa vạn thọ rất là khéo tay. Nhìn chậu nào chậu nấy rất là đều và đẹp. Và nhiều bông nữa các bạn. Đó, mình quay gần cho các bạn cùng xem. Còn búp rất là nhiều luôn. Đẹp quá các bạn ơi, ngắm hoài không thấy chán luôn á. Hoa rất là đẹp và thơm, mình đứng gần nghe cái mùi hoa vạn thọ cũng thơm lắm các bạn. Và phía bên đây nữa rất là nhiều. Ươm được một chậu hoa vạn thọ này thì công sức cũng nhiều, không phải dễ đâu các bạn. Công của cô chú trong này rất là nhiều luôn. Mỗi năm thì không có bệnh dịch á, thì chùa tổ chức rất là lớn, thì ai ai cũng mặc áo dài để đến đây để chụp hình. Thì bây giờ năm nay thì mình cũng chưa biết như thế nào. Để có gì gần tới đó mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn cùng xem Tết của bên nước ngoài như thế nào nha các bạn. Hôm nay các chú đang hàng mấy cái cổng để chuẩn bị trang trí cổng hoa Tết á, thì cho nên mình quay video vào lúc này nó hơi ồn, thì các bạn xem
Xin vui lòng thông cảm giùm nha các bạn. Quá chừng hoa vạn thọ luôn nè, đẹp gì đâu á các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, 2 tuần nữa thì hoa nó nở đều hết, thì nhìn nguyên cái khu này hoa rất là đẹp, 2 màu. Một chậu của nó nhiều bông lắm các bạn ơi, còn búp nhỏ rất là nhiều. Nó mới có nở chừng phân nửa thôi, chưa tới phân nửa nữa. Nhìn đẹp quá chừng luôn các bạn ơi. Mình rất là thích hoa vạn thọ. Các cô chú ươm rất là khéo. Một chậu mà nhiều hoa quá chừng luôn. Năm nay nhà của mình cũng có ươm hoa vạn thọ, nhưng mà mấy bữa nắng với lại mua nhầm cái bông nó không có đẹp các bạn, cho nên năm nay không có hoa vạn thọ để trưng. Thì 1 tuần nữa mình sẽ đi ra ngoài mình mua về để Tết mà trưng, để cho có không khí Tết cho nó vui á các bạn. Nhiều hoa đẹp quá các bạn ơi. Hoa vạn thọ nó có 2 màu rất là đẹp luôn các bạn. Mỗi màu nó có vẻ đẹp khác nhau của hoa. Mình xem kỹ lại thì một chậu các cô chú để có 1 cây thôi, nhưng mà 1 cây nó nở rất là nhiều hoa, và chậu nào chậu nấy mình thấy nó đều với nhau rất là đẹp luôn. Cô chú công chăm sóc này cũng rất là cực luôn á các bạn. Mới có được cái chậu hoa, những chậu hoa rất là đẹp và đều như vậy. Đó, mình quay cho các bạn cùng xem lại một lần nữa. Hoa vạn thọ 2 tuần nữa là chuẩn bị cho Tết. Thì chậu nào chậu nấy các bạn thấy không? Đều với nhau, đẹp quá chừng luôn. Nhìn thấy hoa vạn thọ là không khí Tết đến rồi ha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây là chùa Hoa Nghiêm nè các bạn. Chùa này là lời cũng lớn lắm luôn á các bạn. Ở thành phố Melbourne, Úc Châu á. Chùa này lớn đẹp lắm. Hoa màu vàng tươi rất là đẹp luôn. Còn đây là cảnh chùa Phật Quang á các bạn. Các cô cũng ươm hoa vạn thọ rất là nhiều luôn nè. Toàn là màu vàng tươi không, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Mình rất thích cái màu vàng này nè. Nhìn nó tươi và nó sáng rất là đẹp luôn.
Hoa bây giờ nó cũng nở nhưng mà nó chưa có nở hẳn ra các bạn, nó còn búp búp. Thì 2 tuần nữa là nó nở đều đẹp lắm luôn á các bạn. Các cô nơi đây ươm hoa vạn thọ và trồng lên như vậy cũng là khéo tay và giỏi lắm luôn các bạn. Chăm sóc công rất là cực luôn. Nhìn mấy cái chậu hoa này nó cũng đều tay với nhau lắm nè các bạn. Chậu nào chậu nấy nhìn nó cũng bằng size với nhau hết. Đẹp quá chừng luôn. Cái ngôi chùa này cũng lớn lắm các bạn. Nếu các bạn nào có dịp đến thành phố Melbourne, Úc Châu thì đến các ngôi chùa này tham quan một chuyến để biết cái ngôi chùa của Melbourne, Úc Châu như thế nào. Những ngôi chùa nơi đây rất là đẹp và thanh tịnh lắm các bạn. Cái khu mình ở là khu người Việt rất nhiều và chung quanh là chùa cũng nhiều nữa các bạn. Thì mình sẽ quay từ từ các chùa để mình giới thiệu cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn có dịp đến đây thì các bạn nên ghé tham quan các chùa để cho biết nha các bạn. Thường mỗi năm Tết thì các chùa nơi đây tổ chức và trang trí hoa rất là đẹp luôn. Chỉ có năm nay mùa Covid thì mình thấy các chùa sao thấy hơi bị yên lặng chút xíu. Chỉ có trang trí hoa vạn thọ thì nhiều, chứ không có treo hoa mai, hoa đào giống như mỗi năm. Mỗi năm ở các chùa trang trí cổng hoa rất là đẹp luôn á các bạn. Để cho khách đến tham quan viếng chùa và người ta chụp hình lưu niệm á. Rất là đẹp luôn. Để gần tới Tết mình sẽ đến các chùa để quay lại một lần nữa để mình chia sẻ cho các bạn cùng xem người Việt xa xứ và các ngôi chùa ở nước ngoài như thế nào nha các bạn. Chung quanh ngôi chùa rất là thanh tịnh và thoáng mát, rất đẹp các bạn. Mình quay các chùa để trang trí như thế nào để cho các bạn cùng xem. Đây là các hoa vạn thọ của các cô chú Phật tử ươm để chào đón Tết năm mới. 2 tuần nữa là đã đến Tết rồi. Thì mình quay cái video này và chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn có thích video, xin vui lòng bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ giùm mình. Và xin chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt các bạn nha.